Trong kỳ họp thứ hai của Hội đồng Nhân dân khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2022, ngày 24 tháng 8, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có báo cáo tóm tắt về công tác chuẩn bị năm học mới, trong đó có đề xuất về học phí. Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 kéo dài, buộc năm học 2021-2022 phải thực hiện dạy học trên Internet. Sở Giáo dục và Đào tạo đã có tờ trình đề xuất Ủy ban Nhân dân TP.HCM giãn thời gian thu học phí. Cụ thể là tạm thời không thu học phí học kỳ 1, đồng thời Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất miễn học phí học kỳ 1 như một chính sách hỗ trợ khó khăn cho phụ huynh và học sinh từ mầm non đến phổ thông. Nội dung này đang chờ chỉ đạo từ Thường trực Ủy ban Nhân dân TP.HCM. Trước đó, vào cuối tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã có tờ trình và được Ủy ban Nhân dân TP.HCM chấp thuận đề xuất giữ nguyên mức học phí của năm học 2020-2021, thực hiện cho năm học 2021-2022. Ngoài ra, về tình hình chuẩn bị cho năm học mới, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo thông tin từ các nhà xuất bản, hiện đã chuyển hơn 90% sách giáo khoa từ lớp 3 đến lớp 12 cho các trường. Riêng lớp 1, lớp 2 và lớp 6, việc bố trí phân phối sách còn nhiều khó khăn. Hiện, hơn 50% sách đã chuyển đến các trường. Bên cạnh thông tin về đề xuất miễn học phí thì liên quan đến sách giáo khoa cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị hướng dẫn phụ huynh đăng ký cho nhà trường, xin ý kiến ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các địa phương bố trí thời gian nhận sách phù hợp, lộ trình đảm bảo phòng chống dịch. Ngoài ra đã cung cấp bản điện tử từ lớp 1 đến lớp 12 trên Internet và thông tin đến tất cả phụ huynh biết để tạm sử dụng trong thời gian đầu năm học còn khó khăn. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.